Biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến thăm tặng quà Tết cho hai cá nhân là cử tri có nhiều đóng góp cho hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Long Điền. Tại các nơi đến thăm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình, đồng thời chúc các gia đình đón xuân mới an khang thịnh vượng.